quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, không chỉ phải đúng loại dự án quy định trong luật, mà cần quy định dự án đó phải thật sự cần thiết. Đó là một trong những kiến nghị được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu trong báo cáo thẩm tra dự thảo luật đất đai sửa đổi trình bày vừa qua. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị rà soát quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Các trường hợp thu hồi đất bảo đảm điều kiện thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất từ dự án đầu tư sẽ tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước, đem lại lợi ích tổng thể cho toàn dân, toàn xã hội. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, dự thảo luật đất đai hoàn thiện gồm 16 chương, 263 điều. Trong đó tăng 5 mục, bổ sung mới 40 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến nhân dân. Về thu hồi, trưng dụng đất, theo ông Khánh, đây là nội dung nhận được nhiều ý kiến của nhân dân. Tiếp thu các ý kiến, dự thảo luật đã sửa đổi toàn bộ nội dung của Điều 79.